Mập nghĩ ăn theo cái cách này nè, nó sẽ ngon hơn đó nha. Chứ mình chấm thì nó không có dính nhiều đâu. Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Hằng Mập Food nha. Mấy bữa trước mình có đọc một bình luận, có bạn kia nói là anh Mập ơi ăn thịt kho mắm guốc đi. Thì hôm nay mình có mua một miếng thịt và mình có chuẩn bị hết nguyên liệu để làm món thịt kho mắm guốc nha cả nhà. Đó, đây là cái hũ mắm guốc của mình nè. Mình có thịt ba chỉ, nó vừa nạc mà vừa mỡ nữa nè. Mình có gia vị và mình cần có sả nè, tỏi, ớt và hành tím. Cho hành tím và sả, thêm một miếng muối, mình trụng cái thịt nó cho nó săn lại nè, mình định hình nó, mình sắt cho nó đẹp á cả nhà. Mình cho thịt vô để ướp nha cả nhà. Cho một miếng đường, miếng bột ngọt, chút xíu nước mắm, sả, ớt, rồi mình mới trộn đều lên nha. Cho dầu ăn vô để xào tỏi với lại sả trước. Tỏi với lại sả của mình nó đã vàng rồi, nó rất là thơm mà cả nhà. Mình sẽ cho thịt heo vô để mình xào nha. Anh nghe được mùi thơm chưa Mập? Một hồi xào á thì thịt nó cũng săn rồi nè cả nhà. Cái mình bắt đầu cho mắm guốc vô nha. Mình ghim nãy giờ ở cái nhà thì cái mắm guốc nó đã rút vô thịt rồi, quá là ngon luôn. Cái vị của nó sẽ là mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay và rất là thơm sả và mắm guốc. Mình cho một miếng ớt lên nữa nè. Kho xong thì nó kẹo và sệt như vậy nè cả nhà, tại vì cái nước của nó đã rút vô cái thịt đó, ngon lắm. Nhưng mình vẫn cái nhà đi lên vườn rau xanh ở Sài Gòn, nhưng mà vẫn trồng được rau xanh và nó và có cái nón lá huyền thoại nữa là cái gì. Hái một chút bạc hà, ủa gì, húng quế. Công sức trồng cô gái lên vẻ đọt ăn. Đang trồng cải nè, còn cái này là đang ươm mầm, lấy cây bông cúc mà cúng ở dưới á, lên đây gãi làm phân hữu cơ. Nó hành, ủa hẹ, nó còn cái này là cây mướp, cây mướp, cây bí gì á, hành lá nè, rau muống,
rau găm, vô trội quá trời luôn. Chưa hết đâu nha cả nhà, mẹ mình còn dừng cái này nữa nè, dừng vàng giáo để trồng bí với lại dưa leo nhé. Ghê thiệt chứ. Đó. Bí nè. Một cái bí ở đây, một cây dưa leo. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay thì cả nhà thấy Mập bài bị, với lại hồi nãy cả nhà có coi cái đoạn với Kim nấu ăn thì cả nhà biết Mập ăn cái gì rồi đúng không nè. Thì hôm nay Mập ăn cơm nè, với lại thịt xào, mắm guốc, xả ớt nha cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Hôm nay vẫn uống trà đá nha. Dưới ở đây thì có nguyên một đám rau xanh luôn nè cả nhà. Đó, nhưng mà rau không có tươi nha, bên đây không có tươi nha, bên đây thì tươi nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà nha, bây giờ thì Mập sẽ ăn thử một miếng thịt xào mắm guốc nha. Tại sao gọi là xào, không phải gọi là kho á nha. Đây. Ngon nha. Tất nhiên là xào mắm guốc thì nó phải thơm mắm guốc rồi đúng không? Nhưng mà cái này á cả nhà, nó vừa thơm mắm guốc mà nó vừa thơm xả, nó vừa thơm ớt, nó vừa thơm cái mùi của tỏi mà mình phi lên đó. Này, rau muống, cái này chắc không có nước rồi, tại vì xào mà nó không giống như kho. Ngon. Nhưng mà ý kiến cá nhân của Mập nha, thầy Mập bả liếc Mập kìa đó nha, thầy Mập vẫn thích cái kho hơn, sền sệt hơn để mình chấm rau á. Ở đây cũng có nhưng mà nó ít đó cả nhà. Nhưng mà có làm sao ăn vậy đi, để mời không có món quay à. Bởi vì xào với lại kho nó khác nhau là như vậy á. Nhưng mà ngon là chịu. Có bánh bông lan chứa muối nữa. Nè, ớt xào chung thôi mấy xem. Cái này Mập nghĩ ăn theo cái cách này nè, nó sẽ ngon hơn cái nhờ. Chứ mình chấm thì nó không có dính nhiều đâu.
ngon quá. Cái thịt đó làm nó khi nó sạc trước rồi rồi mới cho mắm guốc vô sau nên nó thơm lắm, với lại nó không có mềm quá đáng hết nha. Xuất sắc. Hôm nay Mập kiểu như là ưu tiên những món mà liên quan tới rau đó nè. Tự nhiên nó thích ăn rau. Đó, mình ăn kiểu gì nè. Ngon. Nó vẫn có nước để chấm nhưng mà nó không có nhiều, như nào nó không có sệt sệt. Mà nó không có mặn cả nhà, nó vừa ăn á. Cái trái ớt thì mà mình kho chung với cái nồi thịt kho đồ này kia, hoặc là cá kho hoặc là gì đó nha, nó sẽ thấm gia vị vô ăn nó thơm lắm.
Tuyệt vời. Không hề mặn nha. Thèm không? Mà sao ngộ ha, hai đứa ngồi với chung đó nha, không có ngại mà tự nhiên mập ngồi quay mình đó, cái mấy Kim ngồi hoài á mập ngại ghê. Có mình cảm giác giống như hồi lúc trước không, cảm giác giống như lúc mới yêu cái nhở. Nó không mặn nên mà có thể chấm rau ăn nhiều thật là nhiều được. Nó có mỡ mỡ thịt thịt đó cả nhà, ăn nó sẽ không bị ngán hơn. Còn nếu mà mình kho thịt không á thì ăn nó sẫm xì, nó sẽ bị ngán á. Rau để nè, nó nhũng ra luôn. Bây giờ không, hồi nãy vẫn còn tươi á, nó để đóng hàng á, đấy rồi để giờ nó trong máy lạnh á, nó bị quéo rồi. Mà món này phải ngon. Mà thấy không, giờ có đậu gầm với dưa leo ăn là nó ngon nhất. Còn mấy rau này ăn thì nó cũng ngon nhưng mà nó không ngon bằng. Thật sự đó, nhất là đậu gầm. Tuyệt vời. Xuất sắc.
mập sẽ quằn hết cái mấy cái rau này luôn đó nha. Ngon quá không? Thơm. Rau găm này cả nhà biết ở đâu không? Hôm qua ăn gì đó, cái gì nè, hộp vịt lộn đó cả nhà. Cái đồ gầm nó non mà nó ngon. Xuất sắc. Gà như bò không khó. Làm rau cuối cùng nữa nha. Còn mấy trái dưa leo chắc mà ăn không nổi rồi. Bây giờ làm sang cái bánh bông lan trứng muối. Nãy giờ ta ăn không lợi bà gùi á, bây giờ ta ăn xong rồi mới lợi, đồ ngu. Thế nha.
Bánh này á, bữa Mập chở bánh mì đi vòng vòng chơi á, mua hoài Như Lan á cả nhà. Đó, có cái trứng muối này không? Tự nhiên Mập nhìn cái Mập thể sinh nghĩ tưởng bánh bông lan không lẽ mình đi chấm với thịt kho ở thịt sẩm guốc. Thôi khô quá. Nó không dành cho Mập. Mập nhận thịt kho cuốn thiệt. Phải làm một đũa nữa thôi. Rồi. Quá ngon luôn. Xong rồi cả nhà. Thì hôm nay Mập ăn cái gì nè? Cơm với lại thịt xào mắm ruốc xả ớt nha cả nhà. Thì Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ Mập nha. Và sẵn đây Mập kêu gọi cả nhà là nếu mà cả nhà thích clip này hoặc là thích thằng Mập Food thì cả nhà hãy like clip và đăng ký kênh cả nhà. Đăng ký bằng cách nào đây? Nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới gần cái tên thằng Mập Food đó cả nhà. À, với lại cả nhà nhấn cái chuông kế bên nữa nha để được thông báo khi mà Mập ra clip nha cả nhà. Còn bây giờ thì Mập kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập nha. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai. Bye bye.